Chào các bạn tin nhanh 24/7. Người phụ nữ đáng thương bị chính bố đẻ nhốt trong lồng sắt dưới lòng đất. Sáng sớm ngày 8 tháng 7, lực lượng công an Hà Khê, huyện Bình Sơn, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã nhận được tin báo của người dân về một phụ nữ ở thôn Tây Hà đang bị nhốt trong lồng sắt bẩn thỉu dưới lòng đất. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường giải cứu người phụ nữ đáng thương nói trên. Sau khi xác định nhân thân, người phụ nữ xác định mang họ Bành, 45 tuổi, người thôn Tây Hà, đã mắc bệnh thần kinh nghiêm trọng trong nhiều năm qua. Được biết, cô Bành đã bị chính bố đẻ của mình nhốt trong lồng sắt khi phá hỏng hai chiếc ô tô của người đi đường, đập phá nhiều cửa kính của hàng xóm, gây ra nhiều hành vi bạo loạn khác. Từ năm 2012 đến nay, cô Bành được đưa vào bệnh viện tâm thần Nghi Tân tới 4 lần, viện phí của cô chủ yếu do các tổ chức chi trả. Lúc bệnh chưa có chuyển biến tốt, cô Bành được đưa về nhà ở thôn Tây Hà để gia đình chăm sóc. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo an toàn cho những người xung quanh, bố đẻ của cô Bành đã nhốt con gái vào chiếc lồng sắt dưới lòng đất để tránh gây tai họa khi mỗi lần phát bệnh. Sau khi lực lượng chức năng đã giải cứu, cô Bành đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe dưới sự giám sát của mẹ đẻ là bà Lu. Sự việc bố đẻ nhốt con gái trong lồng sắt dưới lòng đất đang được nhận được sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này. Hẹn lại video kế tiếp. Nhớ like hoặc share nhé, subscribe.